Xin chào các bạn đã ghé xem kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải khối Rubik Super Square One Star nha các bạn. Cái khối Rubik Super Square One Star này nó kiểu giống như là ngôi sao các bạn. Cái khối này thì cách giải nó cũng giống như cái con chi cylinder này nha các bạn. Nó có khác chút xíu là cái khối này nó có cái tâm nha các bạn. Còn cái khối chi cylinder này không có tâm. Có cái tâm nó xoay vòng vòng nữa các bạn. Đó. Chỉ một cái nữa là cái màu chuẩn của nó nha các bạn, giống như là cái con cylinder này mình để cái màu chuẩn nó là màu xanh lá cây ở trên nha các bạn. Còn cái con Super Square One Star này nó cái màu chuẩn màu mặt u là màu xanh dương nha các bạn. Giống như này màu đỏ nè. Từ trái qua phải là đỏ, trắng, hồng nha các bạn. Đó. Cam, vàng và xám. Đó. Đó, cái màu chuẩn nó là như vậy. Nếu mình để cái mặt xanh lá cây ở trên, mình cho mặt xanh lá cây ở trên nha các bạn. Là cái mặt cylinder. Còn cái mặt chuẩn này của con Super Square One Star này nó là màu xanh dương nha các bạn. Đó, nó vậy thôi. Với con này nó có khác một tí là nó một cái cylinder này một cái gói cái phô mai của nó là một màu nha các bạn, giống như cái này là cái con này thì nó hai màu nha các bạn. Đó. Một cạnh nó hướng này nè. Đó là nó có hai màu của hai mặt nha các bạn. Cần lưu ý cái phần này để mình giải mình gáp cho nó đúng. Này nó vậy nè. Có này mà cái tâm nó có cái gạch giữa này mình xây đúng cái hướng nó chiều như vậy là mình mới xây được nha các bạn. Đó. Còn chiều này thì xây ngang. Đó. Cái con này thì nó giải hơi khó hơn cái con cylinder này chút xíu nha các bạn, là do cái tâm này. Chứ những cái cạnh này khó nhìn hơn chút. Rồi. Mình tiến hành mình sáo lên đi giải nha các bạn. Sáo lên như vậy thôi các bạn. Thì cái khối Rubik này cái mặt chuẩn nó là mặt xanh dương là để mình xem cái hướng màu nha các bạn. Còn mình đi giải là mình giải mặt xanh lá cây là ngược lại. Cũng như mặt xanh dương là mặt U rồi. Thì mình đi giải là mặt xanh lá cây là mặt D nha các bạn. Cũng như con cylinder này như vậy. Cái mặt chuẩn ở trên nè là mặt xanh lá cây để mình nhìn cái màu cho nó đúng chiều các bạn. Đó. Còn mình đi giải thì giải mặt xanh dương là mặt đáy này các bạn. Con này thì nó ngược màu lại nha các bạn. Đó. Mình đi giải thì mình lật cái mặt xanh lá cây đây là mặt đáy là mình giải nha các bạn. Rồi. Cái bước này thì mình đi giải giống như con cylinder này thôi các bạn. Mình đi giải full cái mặt xanh là coi. Full hai mặt nha các bạn. Đó, mình giải full hai cái mặt xanh dương với xanh lá cây. Trên dưới nào cũng được nha các bạn. Mình giải full trước. Cái trường hợp
cái cách giải này thì cũng giống như con cylinder này thôi các bạn. Mình sẽ đưa những cái cạnh nào nhiều nhất lên đây, bắt đầu mình sẽ gấp lại nha các bạn. Mình sẽ lưu ý cái tâm này thôi, mình xoay cho nó đúng chiều á mình mới xoay được nha các bạn. Giống đây là có ba cạnh trùng màu nè các bạn. Đó. Mình sẽ ghép tiếp, mình sẽ giải full một mặt thì mặt kia nó full lên nha các bạn. Như đây là có ba cái cạnh ngôi sao vậy nè. Đó. Ngôi sao này giống như là nó có 6 cánh nha các bạn. Đó. Thì đây là sinh dương nè các bạn, mình sẽ gáp lên đây. Đó. Mình gáp gần như gần tốt thôi các bạn. Thì nó sẽ hoàn thành thôi, giống như mình gáp thêm lên đây nè. Đó. Thì nó được 4 cạnh ngôi sao nè các bạn, còn hai cạnh này thì bảo đảm ở dưới còn hai cạnh. Đó, thấy chưa bạn? Rồi. Thì mình xây thì ý chẳng có một cái công thức nào nha các bạn, mình cứ gáp thì ấy thôi. Đó. Giống như hai cái cạnh nằm đây nè, mình lưu ý mình khi mình xoay mình quen thôi các bạn. Giống hai cạnh này nè. Thì cái cạnh còn lại thì mình dễ tìm nhất nha các bạn. Để như vậy, mình gáp vô hai cái hướng này. Đó. Đó. Làm được 5 cạnh, còn cạnh cuối cùng thì bên đây còn cạnh cuối cùng là mình dễ đi tìm nhất nha các bạn. Đó. Mình để hai cái cạnh còn lại là nó cùng hướng nhau như vậy nha các bạn. Đó. Trên lá cây, trên dương như vậy. Rồi. Cái bước này thì mình sẽ xoay cái cạnh này nha các bạn. Đó. Xoay đây. Mình sẽ chẻ cạnh này hướng này. Đó. Xong, mình quay lại ở đây mình chẻ cái hai cái viên này xanh dương này nè, chẻ làm hai ra. Nhớ xoay cái tâm này nha các bạn. Đó. Đúng chiều mình mới chẻ được. Cái tâm này mình chưa quan tâm nha các bạn. Mình giải xong full hai mặt mà cái tâm nó bị sai thì mình chỉnh lại nha các bạn. Này đơn giản mà. Đó. Đó. Khi mà chẻ cái viên này ra nè thì nó được 33 nè các bạn, dưới con 33 thì mình ráp lại thôi. Đó. Đó. Vậy làm giải full nha các bạn. Đó. Thì full xanh lá cây và xanh dương. Thì trường hợp khi giải full thì nó có hai cái tâm này bị sai màu nhau nè. Thì cái này mình chỉnh lại đơn giản thôi các bạn. Đó, mình giải vòng mình chỉnh cái tâm này thôi. Ví dụ mình lấy xanh lá cây làm chuẩn đi, cái đây là đúng rồi nè. Thì mình đưa xanh lá cây này xuống phía bên đây nha các bạn, xuống dưới đây và mình cho qua mấy bên đây. Đó, ở đây nè, mình cho xuống đây. Đó, rồi mình đưa ba cái cạnh xanh lá cây này qua bên đây nha các bạn. Nhớ giữ cái tâm đứng nguyên nha các bạn. Mình kiềm cái tay lại vậy nè, cho tâm đứng nguyên. Rồi. Đứng nguyên do dễ xoay với hồi mình nó không bị thay đổi cái tâm nha các bạn. Đó. Sau khi mình cho nó qua bên đây, mình sẽ đưa cái này lên đây tới lại nha các bạn. Đó. Lên đây tới lại. Rồi, mình sẽ chuyển cái ba cái cạnh này nè qua bên đây để trùng màu xanh lá cây nè các bạn. Nhớ kìm cái tâm lại để nó xoay nha các bạn. Đó, đó trùng màu đó. Rồi xoay lên thôi. Đó, đơn giản vậy các bạn, giải cái tâm đơn giản lắm. Nói cái khối rubik này nó hơi lộn xộn chút xíu là do cái tâm này thôi các bạn. Rồi. Vậy là mình đã đi giải hoàn thành xong cái bước thứ nhất nha các bạn. Rồi, bước kế tiếp thì mình giải giống như con cylinder thôi các bạn. Mình sẽ đi tìm những cái cặp màu. Đó, full những cái cặp màu giống nhau hết nha các bạn. Mình làm lộn xộn cũng được, mình không quan tâm là nó theo cái chiều màu chuẩn của nó nha các bạn. Đó. Như đỏ trắng vàng đó, đó theo màu chuẩn đó thì mình sẽ tính sao, mình đi tìm những cái cặp hai viên này nè đó, đúng màu hết nha các bạn, rồi mình sẽ ráp lại sao. Ví dụ ở đây mình sẽ đưa cái màu đỏ trắng là chuẩn đi, dễ đi tìm nha các bạn. Đó, đỏ trắng nè, nó một cặp này đúng rồi nè, cái bên này cũng đúng luôn. Cái bước này thì mình đi giải là mình sẽ đi dòn ngược từ bên phải qua bên trái nha các bạn. Đó. Từ phải qua trái. Qua để mặt xanh lá cây ở trên. Mình lúc nào đi giải cũng để mặt xanh lá cây nha các bạn. Còn mặt chuẩn là để dưới đáy. Rồi. Cũng như cặp này trồng rồi. Tới cặp này. Tới cặp này nha các bạn. Cặp này thì mình quan tâm cái viên dưới đáy thôi. Mình nhìn cái nào ở trái để mình gáp cái viên ở trên giống cái viên dưới đây thôi nha các bạn. Từng hai nè.
những cái viên tầng 1, mình ráp cái viên cho nó giống cái viên tầng 2 thôi. Đó, giống như con chi cylinder thôi. Cái viên này nó có hai màu nè các bạn. Này là xám đỏ nè. Thì mình nhìn cái tầng thứ 1 xám đỏ đâu, ở đây nè các bạn. Đó, xám đỏ, mình sẽ đưa về bên đây nha các bạn. Để trùng màu xám đỏ ở đây. Đó, xám đỏ ở đây nè các bạn. Thì cái bước này mình sẽ xoay cạnh này nha các bạn. Mình sẽ đưa xám đỏ về đây. Rồi xoay một bước nữa sẽ đưa này về đây. Đó, mình sẽ đưa từ từ nha các bạn. Xoay bước thứ nhất là từ đây qua đây. Xoay lần nữa thì từ đây qua đây. Rồi, nhất là xám đỏ ở đây mình sẽ xoay cạnh này nha các bạn. Đó, chỉnh cái tâm nó lại. Cái bước này thì mình áp dụng công thức nha các bạn. Cái công thức này cũng giống công thức G-Cylinder này thôi. Mình có để trên màn hình các bạn xem cho mình nha. Mình để như vậy nha các bạn. Mình xoay. Cái bước này thì thật đó, cái bên trái bên phải, bên phải là R nha các bạn. Thật cái R hay R phải thì nó cũng giống nhau nha các bạn. Nó chỉ vậy, nó có một cái hai tầng và một cái tâm á. R thì cái mặt trên cũng xuống dưới. Và R phải thì nó cũng xuống dưới nha các bạn. Bên tay trái cũng vậy, L hay L phải thì nó cũng đúng nha các bạn. L hay từ đây L phải cũng đúng nha các bạn. Thì cái bước này thì mình sẽ giải theo cái cách công thức mình để nha các bạn. Rồi, rồi đây là R nha các bạn. R, để coi lại cái viên này các bạn, đưa về bên đây. Rồi, đúng rồi, R. Nhớ giữ cái tâm này các bạn, lấy tay này giữ tâm nè. Để xoay cái cạnh trên, không cái tâm nó không có thay đổi nha các bạn. U phải. Đó, cái tâm còn nguyên nè. Tiếp tục R, U phải 2 lần, 1, 2. Tiếp tục R, U phải, R, U phải 2. R, U phải, R, U phải 2. R, U phải, R, U 2. Cái U cuối cùng là U 2 nha các bạn, chứ không phải U phải 2 nha. Rồi, mình xem cái đỏ xám đây nè. Đó, nó về được một qua ô nha các bạn. Đó, mình xây lần nữa thì nó về tới bên đây. Đây nè, đỏ xám nè, đỏ xám nè các bạn. Xoay lần nữa thì nó về đây là nó đúng hai viên trồng nha các bạn. Rồi mình xoay cái cạnh này. Rồi mình áp dụng công thức giống như vậy thôi các bạn. Giữ cái tâm thì cái tâm này đứng chỗ cho mình dễ cho nó thẳng hàng, cho mình dễ xây nha các bạn. Mình xây cho nó nhanh. Đó, đỏ xám nè các bạn. Đó, đúng rồi đó. Đó, đúng vị trí rồi các bạn. Rồi, may mắn hai cạnh này cũng đúng luôn các bạn. Nếu nó chưa, mấy cạnh này chưa đúng thì mình tiếp tục đi giải nha các bạn. Đó, vậy là nó đúng hết rồi. Cái nếu mà mình may mắn mình đúng hết rồi là mình đi giải tiếp cái bước cuối nha các bạn. Còn nếu mà bước cuối cùng nó có hai cái viên chéo nhau mà nó hơi chưa trùng á thì nó rơi vào trường hợp đặc biệt nha các bạn. Để mình sẽ mình giải ra trường hợp là hai cái viên chéo này nó rơi vào trường hợp đặc biệt để mình hướng dẫn các bạn nha. Đó, cái trường hợp đặc biệt này là như vậy các bạn. Thì sau khi mình giải hết những cái cặp cạnh này các bạn, thì còn một cặp còn lại nè, hai cặp còn lại nè, thì nó bị sai màu theo cái hướng chữ X này các bạn. Đó,
vàng cam nè, vàng cam hoặc là ở trên đây đỏ xám hướng này đó, chéo gì nè các bạn, hình chữ S nè. Thì viên này tráo qua đây, đây qua đây thì nó đúng cặp với nhau nha các bạn. Thì cái bước này thì mình không thể áp dụng cái công thức mình hoán với nhau như hồi nãy nha các bạn, mình không sử dụng công thức đó nữa. Sử dụng công thức đó thì những cái cạnh khác nó bị thay đổi nha các bạn. Ở trường hợp này thì mình sẽ sử dụng một cái công thức khác đơn giản hơn để hoán hai cái này với nhau đó, để làm hai cặp cạnh ở trùng nha các bạn. Đó, mình cũng xây cái cạnh ở giữa này đó, những cái cặp này đúng hết rồi nè. Đó, chỉ có hai cặp này nó bị sai với nhau như vậy. Nó chéo hình chữ S này. Rồi, mình sẽ áp dụng cái công thức để mình giải cái hai cạnh này nha các bạn. Rồi, công thức mình để trên màn hình các bạn xem giùm mình nha. Công thức đơn giản thôi. L cũng được, như mình để công thức là L phải nha các bạn. L phải nè. D F, F là dặn hướng này nha các bạn, F hướng này, xoay ngang này là F phải nha các bạn. Mình để công thức là F phải, tới D phải. Rồi, kiểm tra lại các cặp này đúng hết nha các bạn. Đó, hai này nãy nó sáu về giống nhau rồi nè. Này đúng, này đúng. Đó, các cặp cạnh đúng hết nha các bạn. Nhưng mà sau khi giải các cặp cạnh đúng hết thì hai cái viên này bị sai nè các bạn. Đó. Đó. Thì mình sẽ giải đi giống như trường hợp ban đầu nha các bạn. Thì hai cái còn lại thì mình giải giống như ban đầu thôi. Giống như mình tìm full hai mặt. Hai mặt này chưa full nè. Giống như ban đầu thôi. Đó. Rồi, giải cạnh này nha các bạn. Đó, mình giải cạnh này ra đây. Đó, sau đó mình lật lại đây. Giải cái viên xanh lá cây nè, hai viên nè. Giải xoay tâm nha các bạn. Đó, giải cái này đây. Tiếp tục, 3-3 nè các bạn. Đó, chỉnh tâm này đây. Đó. Đó, vậy là mình giải full. Trường hợp mà nó bị sai cái tâm như ban đầu nè các bạn thì mình sửa tâm rồi thôi, mình chỉnh cái tâm này, các cái cặp này nó cũng không thay đổi nha các bạn. Rồi, mình sẽ đưa cái ba cái viên này nha các bạn xuống đây, ở đây nè bạn. Rồi đưa cái này qua đây, nhớ kìm cái tâm lại, đừng sai chỗ khác nha các bạn, cho dễ sai. Rồi, trả lên lại nha các bạn. Đó, lên đây lại. Rồi, xây ba viên này qua đây cho nó khớp với cái này nè các bạn. Đó, rồi, hãy lên lại, đó chưa bạn. Rồi, mình so lại thôi. Hộp đúng nè. Vậy là đúng hết nha các bạn. Đó, chỉ vậy thôi. Đó, vậy là mình giải phun rồi đó. Thì nó còn một cái trường hợp nữa nha các bạn. Mình tìm các cái cặp cạnh này nè. Thì nếu mà cũng giống như là mình đi tìm cái cặp cạnh bên đây nè, cái viên bên đây để đưa về bên đây nè các bạn. Đó, đưa về bên đây nè. Nhưng mà nó ở giữa nó có hai cặp này thì mình không thể mà xoay cạnh này được nha các bạn. Đó, mình phải xoay cạnh này. Đó, đó là một trường hợp nữa. Để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái trường hợp đó luôn nha. Rồi, mình giải tiếp trường hợp khác nha các bạn. Ví dụ mình đã tìm hai cặp này, hai cặp này rồi nè, thấy cặp này rồi các bạn,
tức là đỏ xám nè các bạn. Đỏ xám thì mình coi tầng trên đây đỏ xám ở đâu nha, ở bên đây nè bạn, đỏ xám nó nằm bên đây, tức là ở giữa nó có hai cái hai cặp nha các bạn. Đó, nó về từ đây nó qua hai cặp nữa mới về tới đây. Đó, hiện nay nằm đây nè, đây đây nó mới về tới đây. Thì cái bước này thì mình không xây cái cạnh này để đưa về từ từ được nha các bạn, mình không có xây cạnh này để đưa về đây rồi xây này đưa về đây rồi xây này về đây, không được nha các bạn. Nếu mình xây cạnh này á, đó đỏ sáng là mình xây cạnh này thì hai cái cặp bên đây nó đang đúng, nó thành sai nha các bạn. Đó, đây đằng này nè, xây cạnh này thì hai cạnh này thì bị sai. Cái trường hợp đặc biệt ở giữa nó có hai cặp này mà mình về vẫn hai cặp giữa này nè, thì mình sẽ xây ở giữa này nha các bạn. Đó, xây cạnh giữa để trẻ hai cái cặp giữa đúng cái này ra làm hai thì nó không bị sai nha các bạn. Chứ mình xây bên đây thì hai cái cặp này nó thành sai tiếp. Đó, ở trường hợp này như vậy, đỏ xám nè các bạn, đỏ xám này nằm đây, còn giữa có hai cặp này, mình muốn đưa cái này về đây thì mình xây ở đây chứ không phải ở đây nha các bạn. Rồi mình xây ở đây, nhớ đỏ xám nha các bạn, mình xây ở đây sẽ đưa nó về từ từ nha các bạn. Đó, mình xây ở đây. Rồi áp dụng công thức giống như giải lúc đầu thôi các bạn. Rồi mình quan sát đỏ xám nha các bạn, hai cặp này đúng là đỏ xám nãy nằm đây nè, đó đỏ xám còn lại nè các bạn. Đó, hồi nãy nó bên đây, mình xây cạnh giữa thì nó dồn về đây tới lại nha các bạn. Đó, nó dồn về một nắp thì cái bước này mình mới giải cạnh này được các bạn. Đó, mình giải cái cạnh này thì ở đây nó đưa về đây. Đó, nhớ như ban đầu nó nằm đây mình không giải đây được nha các bạn. Đó, mình đưa về tới đây. Rồi tiếp tục mình dẫn ở đây thì nó đây về đây thôi các bạn. Rồi tiếp tục áp dụng công thức. Đó, nó về đây rồi bạn, vậy xoay lần nữa nó về bên đây thôi. Đó, xám nè. Rồi tiếp tục xoay lần nữa nó về thôi. Đó, sau khi mình áp dụng thức đó thì nó hoàn thành luôn nha các bạn. Đó, các cặp này nó về đúng cặp hết trơn rồi nè. Rồi tới đây thì mình sẽ đi giải bước cuối nha các bạn. Bước cuối là mình đưa những cái cặp cạnh này về đúng cái màu theo chiều nó nha các bạn. Giống như là đỏ, trắng, hồng. Đó, đỏ, trắng, hồng, cam, vàng, xám. Đó, đúng chiều nha các bạn. Mình lấy cái mặt đỏ, trắng này làm chuẩn nha các bạn. Đỏ, trắng, hồng. Hồng là đây nè các bạn. Ở trường hợp này thì mình cũng lật cái mặt xanh này mình đi lên mình giải nha các bạn, xanh lá cây, và mình sẽ giải ngược lại như cách nãy nha các bạn. Đây giải từ trái qua phải, nãy mình giải từ phải qua trái, còn cái bước cuối này mình giải từ trái qua phải nha các bạn. Xanh đỏ trắng hay là hồng đây các bạn. Đó, mình sẽ giải từ đây qua đây, hồng thì đây ra cặp hồng nè các bạn, mình sẽ xây cạnh này sẽ đưa cặp hồng về bên đây. Rồi cái này thì mình áp dụng công thức nha các bạn, công thức này nó khác hơn công thức giải những cái cặp về đúng cặp như nãy. Giờ mình giải, mình đưa các cặp này về gần với nhau, về đúng với nhau nha các bạn. Còn nãy mình giải từ cái đó, từ viên về đúng cặp, còn giải còn cái này mình di dời từ cặp về nha các bạn. Giờ cặp này về bên đây nè, đó mình giải cạnh này. Rồi mình sẽ áp dụng công thức. Công thức này mình để trên màn hình các bạn xem cho mình nha. Rồi L phải D phải L phải tiếp tục L phải nha bạn, L phải D2 nhớ kìm cái tâm này nha các bạn.
để nó xay hướng khác mình xay rất là khó. Tới ép, ép là xay hướng này nha bạn, ép lúc nào cũng xay hướng này, ép ép phải nha các bạn, ép phải hay là ép cũng đúng nha bạn, mình đề để phải xay hướng nào nó cũng đúng nha các bạn. Phải nè, D phải, R rồi, kiểm tra cái cặp nãy nha các bạn, đó, hồng cam về đúng này mà, đó, đỏ trắng hồng cam, cam thì bên đây là vàng, đó thì mình đưa cặp vàng về bên đây nè các bạn, đó cặp này về bên đây. Mình sẽ xoay cạnh này thì đưa cặp này về bên đây nha các bạn. Còn cặp còn lại mình áp dụng này là hoàn thành luôn nha các bạn. Rồi mình xoay cạnh này, áp dụng công thức đó lần nữa. Hoàn thành nha các bạn. Để mình kiểm tra lại cái đúng màu chuẩn của nó chưa. Cái này thì mặt xanh dương là mặt chuẩn nha các bạn. Rồi đỏ trắng hồng cam vàng xám đó, vậy là đúng hết nha các bạn. Giống như là đỏ nè, đây là cam nè, trắng vàng hồng xám đó, là đúng màu chuẩn hết nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cái khối này thì nó có cái tâm này hơi khó thôi các bạn, nhưng mà mình xoay mình nhớ kèm lại thì nó dễ thôi các bạn. Cũng đơn giản dễ hiểu phải không các bạn? Thấy khối này vậy chứ, nhưng mà nó giải cũng đơn giản các bạn. Nó cũng công thức cũng giống cái công thức của con chi cylinder này. Nó chỉ khác cái tâm này thôi các bạn. Nếu mà cái bước cuối mà các bạn xoay mà cái tâm này bị sai thì mình quay lại như ban đầu nha các bạn. Mình chỉnh cái tâm như mình cách mình chỉ hướng ban đầu thôi. Mình chỉnh cái tâm này thì các cái cặp trạnh này nó không bị thay đổi nha các bạn. Mình chỉnh bình thường thôi, giống như nó lộn, giống như xanh dương mà nằm dưới đây là nửa xanh dương nửa xanh lá cây cũng vậy thôi các bạn. Giống như bước ban đầu mình giải full hai mặt vậy, thì giải tâm như vậy thôi, không đơn giản mà. Mình chỉnh cái tâm nó đơn giản thôi. Nhưng khi mình quay bước cuối hai cái tâm này bị lệch nha nè, thì mình chỉnh lại thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Các bạn hãy đam mê thì các bạn làm mọi việc các bạn sẽ cũng sẽ thành công thôi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau của mình. Xin chào các bạn. Thank you.